Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thanh lý giảm giá và xả từ 100 đến 300k cho một đôi loa siêu chép các bạn nhé. Và hôm nay đây, tất cả đây là toàn những đôi loa siêu chép và những đôi loa chép dom. Mình sẽ giảm giá từ 100 đến 300k các bạn nhé. Bây giờ mình đi vào đôi thứ nhất. Đôi thứ nhất là đôi Aiden các bạn nhé, AT7000. Đây được bạn. Đôi này trước mình có báo là 4.200.000, hôm nay mình giảm 200k nhé, 200.000 còn lại 4 triệu. Đây chiếc thứ hai đây, bạn nào ưng đôi nào chụp màn hình lại nhé. Đôi thứ nhất là giảm 200k còn 400 còn 4 triệu bạn nhé, 4.2 triệu giảm 200 còn là 4 triệu. Và đôi thứ hai đó là đôi Gradion, đôi này hôm trước mình có báo là 3.5 triệu. Hôm nay mình giảm luôn cho các bạn 300k còn lại 3.2 triệu nhé. 3.2 triệu hôm nay mình sẽ xả thanh lý. Xả thanh lý để mình chuẩn bị vào đợt hàng mới bạn nhé. Clarion. Còn lại 3.200.000. Và đôi 090601A là đôi này là Onkyo các bạn nhé. 75W. Đó. Đôi này thì hôm trước mình có báo là 4.300.000. Hôm nay mình giảm 300.000 còn 4 triệu bạn nhé. Chiếc thứ hai đây. $4.3 triệu giảm còn 4 triệu bạn nhé. Tiếp theo đó là đôi Pioneer. Đây là đôi Pioneer PT-6L bạn nhé. Đôi này thì 20W 16 ohm. Đôi này trước mình đang là 4.2 triệu, mình đã giảm xuống 200 rồi còn 4 triệu và hôm nay mình sẽ giảm tiếp nhé. Tất cả là hàng zin nguyên bản hết các bạn nhé. Hôm nay mình giảm tiếp 200.000 còn lại 3.8 triệu. Bạn nào có nhu cầu giảm về anh em tiếp cận nhé. 3.800.000. Cặp Pioneer PT-6L nhé. Tiếp theo đó là cặp Atomic. Atomic có model là HT-15 các bạn nhé. Từ Anico rất to, to hơn cả cái củ Pioneer kia luôn. Đằng trước rất là đẹp nhôm đúc các bạn nhé. Đôi này hôm trước mình báo 4 triệu và đã có clip mình đã giảm 200.000 còn 3.8 triệu. Nay mình giảm tiếp 200.000 nhưng còn 3.6 triệu các bạn nhé. 3.6 triệu. Và chiếc thứ hai đây, rất đẹp nhé. Và tiếp theo đó là đến cặp Technic các bạn nhé. Đây cặp Technic 8HH17G các bạn nhé. Cặp này thì 45W, tiếng rất hay, mình bán những cái cặp như này mình bán rất nhiều nhé. Cặp này hôm trước mình báo là 3.300.000. Hôm nay mình giảm 200.000 còn lại 3.1 triệu nhé. Chiếc thứ hai đây. 3.100.000 các bạn nhé. Và còn đây là cái đôi của một bác khách bác gửi nhá, đôi này là 2.5 triệu nhá, có chân đế đàng hoàng, Go Win Horn Twitter nhá các bạn nhá. Đó, đôi này của một bác khách bác gửi mà mình vẫn chưa bán được, mình hôm mình vẫn để ở đây. 2.500.000. Và tiếp theo đó là đến đôi Technic các bạn nhá. Đây đôi Technic hôm trước mình báo 2.500.000 các bạn. Đôi này rất nặng nhá, từ rất to các bạn nhá. Đây từ to lên đây, rất đại, trước mặt nhôm phay. Đôi này trước mình báo 2.500.000. Đây các bạn, Technic. Đôi này mình báo 2.500.000, nay mình giảm 300.000 nhé, còn lại 2.2 triệu. Con này từ rất là mạnh các bạn nhé, rất là đẹp. Còn lại 2.200.000. Và tiếp theo đó là đến cặp loa Sony đấy các bạn. Trước mình đã có đăng là 2.2 triệu, mình đã giảm 200 còn 2 triệu. Nay mình giảm tiếp 200 nữa còn là 1.8 triệu nhé.
Bác nào có nhu cầu alo. 1.800.000. Đó. Đó. Đây Sony nha. 1.800.000 cho cặp loa Sony này. Và tiếp theo đó là đến ba cặp có hình thức giống nhau nhé, giống nhau nhưng mà khác hãng nhé bác nhé. Đây là cặp loa có cái của hãng là Columbia, đây là tên trước của hãng Đàn Ông nhé. Trước đây hãng Đàn Ông tên là Columbia nhé, sau này sẽ đổi thành Đàn Ông bạn nhé. Cặp này đây rất là đẹp đây bạn, cặp này trước mình báo 2.000.000, nay mình giảm 200, còn lại 1.800.000 nhé. Ba cặp này là đồng giá hết. Cặp này là Pioneer nhé, 2.000.000 trước 2.000.000. Đây là Pioneer PT 204 nhé. Trước mình báo 2.000.000, nay mình giảm xuống còn 1.800.000. 1.800.000 một cặp. Đôi này là PT 202B nhé các bạn nhé. Đó, 202B cũng giảm 200.000, còn lại 1.800.000. Và tiếp theo đó là đôi Onkyo TVK608B các bạn nhé. Đôi này từ Aniko rất là nặng. Đôi này thì trước mình báo là 2.300.000. 2.300.000 nay mình giảm. Con này đúng ra là không giảm nữa nhưng mà thôi mình giảm luôn xuống 100.000. Còn lại là 2.200.000 nhá. Đó. 2.200.000, con này rất là dày, rất là nặng. Tiếng rất là tốt các bạn nhá. 2.200.000 cho một cặp Onkyo PT trừ PT TVK 608B. Và tiếp theo đó là đến đây là mấy cặp chép còi các bạn nhé. Chép còi nhỏ đây. Cặp này có hộp các bạn nhé, 5HH17G nhé. Hôm nay là mình cũng xả luôn. Mình bán trước mình đã báo 1.600.000, 1.500.000. Và hôm nay mình xả xuống còn 1.400.000 nhé. Hai cặp này 1.400.000 một cặp. Đó. Cặp này thì có hộp nhé, còn cặp này thì tháo thùng ra không có hộp nhá. 1.400.000 một cặp. Và đây còn triệu này, hồi trước mình có báo 6.700.000 đó, mai cũng giảm xuống nhá. Tysco, cái này là của Fortech các bạn nhá, Fortech sản xuất, Tysco là Fortech sản xuất nhá bạn nhá. Cặp này thì hôm nay giảm còn 1.600.000. Đấy cặp này. Tiếp theo đó là đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cặp chép đom này. Trước mình có báo 1.000.000 và đã giảm xuống 900.000 rồi, hôm nay mình giảm tiếp 100.000 nữa. Còn lại 800.000 một cặp các bạn nhá. Đồng giá 800.000 một cặp chép đom. Đấy, 2 4 6 cặp. Giá đồng giá là 800.000 một cặp. Và còn cuối cùng đó là hai cặp chép giấy nha các bạn nhá. Chép này tiếng rất là tốt. Hai cặp này thì hôm trước mình có báo là 600.000 và hôm nay mình giảm 100.000 còn 500.000 hai cặp các bạn nhá. Đó. 500.000 hai cặp cuối cùng. Đó. Mình bán luôn hai cặp. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ mình Hải Hà Audio. Số điện thoại và Zalo là 0967165168. Ở Biên Hòa, Đồng Nai và mình ship toàn quốc nha. Video mình xin tạm dừng ở đây. Xin thân ái chào các bạn.